Siêu Nhân xin chào cả nhà mình ha. Vào clip hôm nay Siêu Nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà. Thì hôm nay là bây giờ là 8 giờ rưỡi sáng vào ngày 23 tháng 9 thứ hai. Siêu Nhân hôm nay mới thấy trời tương đối những trời chút xíu. 8 giờ rưỡi sáng thì cả nhà mình thấy trời vẫn có mây ha, vẫn mù. Vẫn u ám, vẫn có mây ha, nhưng mà có một cái thì là không có mưa lác đác nữa. Thì mặc dù là đường xá còn sình lầy nhưng mà anh em thợ của Siêu Nhân cũng đang chịu khó ráng làm cho xong. Siêu Nhân cũng định là đình chỉ lại, nhưng mà sau bão sau hết mưa rồi mới làm, nhưng mà bây giờ tính đi tính lại đình chỉ rồi đâu có ai ở thợ, đâu có ở chờ mình, và đồ nghề rồi như thế nào, và tất cả mọi thứ nó đều lủng củng hết. Thôi Siêu Nhân ráng luôn, cũng như là xin tất cả quý mạnh thường quân mình thông cảm, cũng như là mình chịu khó tốn tiền công thợ chút xíu, bớt mưa thì mình làm, mưa mà nhỏ nhỏ mình vẫn làm, trừ khi nào mưa to gió lớn là mình dừng thôi. Thì cái chỗ này mình sẽ hao tốn cái tiền công thợ. Mong rằng quý mạnh thường quân trong dòng nước mình hiểu dùm cái khoản này, thông cảm bớt dùm cho Siêu Nhân. Thì cả nhà mình thấy cái máy ấm này là bề ngang 6m. Bề ngang 6m ra tới cái máy ngoài là 6m7. Ra tới ngoài cái cột ngoài luôn là tấm tôn mình dài 6m7. Mà chạy dài là 31m. Mà từ bữa giờ là cả nhà mình thấy bao nhiêu ngày trôi qua mà Siêu Nhân chưa hoàn thành được. Bởi vì là mưa gió quá nhiều và công việc nó còn quá nhiều. Ví dụ như mà không có mưa đi chăng nữa thì hôm nay mình không hoàn thành, nhưng mà mình cũng là sắp xỉ hoàn thành, còn bây giờ mình còn ngổn ngang hết cả nhà mình. Thì mong rằng quý mạnh thường quân mình thông cảm ha. Với lại hôm nay Siêu Nhân xây dựng cái máy ấm này khác mấy cái máy ấm kia chút xíu là gì, là cái máy ấm này mình chịu khó tốn tiền, và khác mấy những máy ấm kia là cả nhà mình thấy bờ tường Siêu Nhân xây lên rất khá cao ha. Bờ tường cả nhà mình thấy là từ móng lên tới trên là 1m mấy luôn, khá cao. Còn để dùng ý của Siêu Nhân làm mà bà tường cao vậy chi, để chịu lực, bởi vì những cái ô này, những cái đây là cả nhà mình thấy như vậy là một ô nè. Đó, cái này là cái cửa đi vô ha. Thì là mình làm như vậy là mình chịu lực được những bé chó lớn, bởi vì là mấy đứa mà bị ở trong ngục tù ở đây là bị xiềng xích và ở trong chuồng 6-7 đứa gì đó thì nó rất là bự con hay cả nhà mình ha, nó rất lớn, rất bự con. Thì mình phải làm cái tường nó hơi cao, và đồng thời cứ như là mình chống lại cái sự mà bé nó phá đó, giống như là nó bự con quá, nó nặng rồi đứng lên ton lên lưới rồi nó hư đó, thì Siêu Nhân cho xây tường ha, bởi vì vậy đâm ra nó hơi nhiều chút xíu. Thì cái nhà mình thấy chưa xong thôi, chứ một khi mà xong á thì Siêu Nhân sẽ có một cái bờ tường ở đây nè, lên bằng cái mí này nữa luôn nè, bằng cái mí này chạy dài vô đó, mỗi một ngăn là đều có một bờ tường hết nha cả nhà. Nè cả nhà thấy Siêu Nhân đã cho chừa rau sắc rồi, sẵn sàng nè. Đó, bờ tường mình lên tới đó đó nha. Bờ tường mình lên tới đó luôn, là phân chia ô ra để tụi nó có cao to thì mình cũng đỡ là tụi nó nhảy qua nhảy lại. Thì đâm ra Siêu Nhân làm rất cao nha. Siêu Nhân làm cái này cao lắm nha cả nhà mình, lưới lên tới trên cây đó luôn á. Lưới lên cây đó thì tụi nó không có nhảy qua nhảy lại được. Đồng thời là mình xe tường lên trên nhiều để mình chịu cái sức phá của tụi nó ha. Thâm ra là cái máy ấm này hơi bị tốn tiền, nhỏ không nhỏ mà lớn không lớn nha cả nhà mình. Tính ra diện tích là cả nhà mình thấy bề ngang nếu mà tính ra luôn cái phạm vi tường không á là 6m, còn luôn cái máy tôn mình là 6m7, mà cả nhà mình nhân cho 31m chiều dài thì cái máy ấm này không phải là nhỏ nha cả nhà mình, tương đối bự nha, tương đối lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Và đồng thời Siêu Nhân cũng cho làm đường cống luôn nè, nó tốn cho mình cái đường cống nè, nhà thấy không, đó đường mương á, đường nước thoát á, chạy dài luôn. Siêu Nhân đã làm cặp chạy dài ha. Cái nền này thì mình đợi những mưa rồi, bây giờ là Siêu Nhân phải tính lại bước thứ hai là Siêu Nhân phải cho lợp ton, lợp cách nhiệt, lợp ton xong rồi mới cán cái nền, đổ cái nền. Bởi vì là cái nền mình đổ bê tông, là nếu mà mình đổ bê tông mà có mưa xuống nó sẽ nhăm cái mặt nền của mình. Siêu Nhân đình cái việc đổ bê tông nền lại, cho lợp mái tôn trước rồi đổ nền sau để cho cái nền nó đẹp hơn nha cả nhà mình. Thì cái nhà mình thấy là cái mặt bằng Siêu Nhân đã lấy ra tương đối, tuy nhiên thì nó còn sình lầy là do mưa ha, đi qua đi lại sình lầy còn khá nhiều. Còn nói về dàn sắt,
dàn sắt của cái máy ấm này thì cả nhà mình thấy siêu nhân làm rất khích ha, làm rất khích, bởi vì những bé này là những bé chó lớn không à, những bé chó lớn không mà siêu nhân làm rất khích nha, làm khích lắm luôn cả nhà mình ha. Xương sóc cả nhà mình thấy rất là nhiều, 3 mét ô nhưng mà mình có chống cột giữa rồi luôn hết luôn nè. Là cả nhà thấy làm khích không? Siêu nhân cũng sợ tụi nó bự con quá nó phá đó, làm khích lại chút cho nó con lưới mình nó sẽ chịu lực được. Nhà tắm thì cũng sắp xong nha cả nhà mình. Nhà tắm thì cả nhà mình thấy cũng tương đối gần xong ha. Hôm nay nữa là nhà tắm xong nha. Nhà tắm còn hôm nay nữa là xong. Bồn cầu thì cũng được siêu nhân mua bồn cầu nguyên khối nha cả nhà mình. Đây. Cả nhà mình thấy cũng siêu nhân mua bồn cầu nguyên khối nha. Nhà tắm thì cũng được là dán gạch lên tới trên 1m75 ha. Gạch này là như là mình dán cao lên 1m75 luôn. Nền thì cũng được lót gạch luôn nha cả nhà. Nhà tắm dán rồi chưa gà ron thôi, còn phút trên là chưa tô thôi, bởi vì tường nó ướt quá tô nó tuột, tường nó ướt quá tô không rút đó cả nhà. Nhà tắm này thì mua đúng gạch nhà tắm hơn, đúng gạch nhà tắm luôn thì năm ra gạch nó chuẩn dán nó đẹp hơn nha cả nhà mình. Gạch nhà tắm này trà ron lên là đẹp lắm, đúng gạch cho nhà tắm mà. Gạch nhà tắm thì Như Nguyên, vợ chồng Như Nguyên đi chọn ha cả nhà mình ha. Mình siêu nhân chỉ thanh toán thôi, còn chọn mẫu thì vợ chồng Như Nguyên chọn, còn mẫu cầu thì siêu nhân chọn ha, mua cùng với mẫu cầu bên trạm Chị Dung luôn ha. Cầu một khối rất đẹp rồi, siêu nhân cho cả nhà mình xem tiếp phần này là tổng chiều dài là 9m nè cả nhà mình. Phần này là tổng chiều dài 9m thì cái này là cái gì, cái này là cũng là một cái máy ấm nhưng mà máy ấm mèo cho cả nhà mình nha. Bề ngang thì kích thước giống nhau ha, chiều dài thì dài 9m thì cả nhà mình thấy là siêu nhân có chừa một cái lối này là lối gì, cái này là siêu nhân làm một cái kệ cho tụi nó phơi nắng, từ cái vách này qua vách này là một cái lối đi ra, mình coi như là mình kiểm tra sức khỏe tụi nó rồi đó, rồi là chủ yếu là mình làm cho tụi nó phơi nắng ở đây nha cả nhà mình. Khu này là khu vực này là siêu nhân bích lưới giáp vòng ha, bích nóc rồi luôn nha, cho mèo nó không có đi ra ngoài được, thì mình sẽ là làm bằng lưới và làm kệ cho tụi nó phơi nắng. Còn khu vực bên trong này sẽ là chỗ máy ấm của tụi nó, đây sẽ là chỗ ăn uống và nghỉ ngơi đây. Thì cả nhà mình cũng thấy là siêu nhân đang gắn xương khung đồ rất kỹ ha. Rồi bề ngang từ bờ tường này qua bờ tường này bên đây là được 4m luôn nha cả nhà mình, 4m25 luôn á. Cho tụi nhà mèo á thì siêu nhân nói cả nhà mình á, mèo thì nó không có chịu lạnh, nhưng không phải như chó, mèo nó chịu nóng, nó thích nóng hơn thích lạnh. Thì siêu nhân sẽ cho bích tôn nha, bích tôn giáp vòng hết ha, bích tôn giáp vòng hết, rồi siêu nhân sẽ là làm chỗ thoáng cho tụi nó riêng bằng cách là khi mà mình làm lên rồi á, ngay chỗ này nó sẽ có một cái tầng cho tụi nó đi ra ngoài này, nó phơi nắng, nó bò ngang qua rồi nó leo lên vàng nó phơi nắng thôi. Thì cái chỗ đường đó cũng là đường ra phơi nắng, đồng thời đường đó cũng là đường lấy gió lấy không khí vô ha cả nhà mình ha. Và mặt này là siêu nhân cho mặt trống nè, đây cái cánh én này là siêu nhân sẽ cho trống nè, lấy không khí nè. Cái cửa này là siêu nhân cho bích tôn nha, khác với cái cửa chuồng chó chút xíu ha. Cửa chuồng chó thì mình làm lưới, nhưng mà cửa nhà mèo thì siêu nhân bích tôn để cho nó có sự ấm cúm tụi nó ha. Rồi cái khu vực này là cái khu vực trống để là lấy không khí vô, nó ngược lại với nhà chó chút xíu. Chủ yếu là có chỗ mèo á, thì siêu nhân nói cả nhà mình, theo như siêu nhân được biết á, là một á là trời mát, một á là nóng, hai nữa là mát thôi, chứ nó tụi nó không có chịu lạnh nha. Thì mình làm cái này là tụi nó, đứa nào mà thích nóng phơi nắng thì tự động bò ra, còn đứa nào mà thích nóng mà kiểu như vô trong nhà nấp á, thì là tự động bò vô ha cả nhà mình. Rồi bây giờ sẽ nhân cho cả nhà mình xem tiếp cái phần này. Thì bữa trước mình xuống á, là cả nhà mình nhớ là siêu nhân đã thông gió cái cửa, lấy làm một cái cửa sổ mé bên cái trạm lớn nè, mà mé bên kia là siêu nhân đã thông rồi ha. Mà siêu nhân mua vật tư là mua thông hai bên, tuy nhiên thì lúc đó thì mình cái chương trình dự định mình là chưa có làm cái máy ấm này,
cái này thì không có, cái này là nghe nói Du Quyên là nó đến đây lấy làm nhà bếp gì đó. Thì sau đó Mạnh Thường Quân mình lên thăm các bé thì sẽ thấy các bé bị xiềng xích dữ quá. À, lúc đầu thì mình không có dự định cái này, nhưng mà siêu nhân đó là mua ton và mua sắt là dự định là trổ hai bên giống như vậy nè, bên kia thì trổ rồi còn bên đây thì chưa. Thì sau đó thì nghe vợ chồng Như Quyên nói khu đất này là sẽ là làm nhà nấu ăn, thì siêu nhân là khỏi phải trổ, chừng nào người ta làm người ta trổ thì siêu nhân chừa lại và cho hết những cái phần ton mua trước rồi cho Như Quyên. Còn hôm nay dựng tiếp cái này là gì, Mạnh Thường Quân mình lên thăm các bé, thấy các bé bị xiềng bị xích nhiều quá, 6-7 đứa gì đó, rồi ở trong lòng mà kiểu như có mấy tấc vuông, thì Mạnh Thường Quân mình rất là đau lòng, không có phân biệt đứa nào và không có phân biệt là đứa nào là ai cứu ai kiếp gì hết á. Thì Mạnh Thường Quân mình là mới quyết định là nói siêu nhân là làm lên cái máy ấm này cho thêm lên để là cho tụi nó ra bên ngoài nó chơi, tuy không lớn tuy không rộng rãi bằng những phần bên trong nhưng mà rất là thoải mái, bởi vì cả nhà mình thấy một ô như vậy là 6 x 3 sẽ là 18 m², 6 x 3 18 m², và đồng thời cũng được Mạnh Thường Quân mình quan tâm về sức khỏe cũng như là chỗ ngủ của các bé, là cho siêu nhân làm giường luôn. Siêu nhân làm giường mà giường chuyến này làm là cái mặt giường là bằng gỗ luôn cả nhà mình, nó sẽ mắc tiền hơn là cái tấm sampo chút xíu. Tuy nhiên thì cái đó là cái độ bền nó không bằng nha, cái độ bền nó thì không bằng, nhưng mà Mạnh Thường Quân mình nói là nó có muốn hư đi chăng nữa thì nó cũng là một quả phản, phải có một thời gian rất dài. Thì Mạnh Thường Quân mình chấp nhận cho siêu nhân làm gỗ. Còn sau khi mà dựng cái máy này lên, siêu nhân sẽ tận dụng cái mái che lớn này của mình, thì những cái ton làm cửa sổ này á là siêu nhân đã mua rồi. Tuy nhiên thì bây giờ là mình lỡ cỡ mình không xài nữa thì mình đã cho Như Quyên để dành đó sẽ xài gì xài. Còn siêu nhân làm cái máy lớn này lên thì tận dụng cái máy lớn này mình sẽ trổ cửa sổ và bên trong cho các bé luôn. Và cả nhà thấy siêu nhân đang trổ nè ha, coi như là hai bên giống nhau. Bên kia thì chiều cao nó cao hơn bên đây thì chiều cao nó sẽ thấp hơn chút xíu, bởi vì nó theo cái mái nhà. Nếu mà siêu nhân làm cao lên nữa thì là cái tuốt ở phía dưới đầu dưới đó, ngay ngón tay siêu nhân này, nó sẽ khỏi cái nóc nhà lớn, đâm ra là mưa gió là nó lòn và nó sẽ không còn cái giống như là nhìn vô nó thẩm mỹ nữa. Đâm ra là siêu nhân hạ cót xuống là làm là bằng cái máy phía trước cho con mắt mình nó dễ nhìn hơn. Thì như vậy thì là buộc lòng cái máy này mình sẽ hạ thấp hơn bên kia chút xíu đó, nhưng mà nó rất thoáng rồi cả nhà mình ha. Còn cái khúc này là siêu nhân không có hạ, khúc này là siêu nhân không có cắt, là gì? Cái này là cái cửa nha cả nhà mình, cái cửa lớn này là cửa lùa, nó chạy ra chạy vô khu vực này. Siêu nhân làm cột hở ra để cho cái cánh cửa nó chạy qua chạy vô được. Cửa lớn thì là làm cái ổ hở ra thì nó cánh cửa này chạy ra chạy vô bình thường nha cả nhà, không ảnh hưởng gì hết ha. Đó, cả nhà thấy không ảnh hưởng gì hết. Tuy nhiên thì mình không có cắt con khúc này nha, chỉ tắt từ đây cắt ra. Tính ra chiều dài thì dài hơn bên kia luôn á. Tính ra chiều dài thì sẽ dài hơn bên kia cả nhà mình. Rồi hôm nay siêu nhân ít phút quay về máy ấm mới của Như Quyên, được Mạnh Thường Quân mình tặng cho các bé, 6 bé bị xiềng xích lên một máy ấm, và cũng là đồng thời được tất cả quý Mạnh Thường Quân mình trong và ngoài nước chung tay góp sức. Siêu nhân đã làm lên cho Như Quyên một cái nhà tắm và một cái hầm, chủ yếu là một cái hầm. Cái hầm thì siêu nhân đã quay nhiều clip cả nhà mình thấy rồi ha. Nhà tắm thì hôm nay cũng sắp hình thành, và một cái bồn nước thì đứng đây thì cả nhà mình chỉ thấy được cái nắp bồn thôi, đây cao qua mấy nhà. Cả nhà mình khá yên tâm và máy ấm này khá chắc chắn nha cả nhà mình nha, chắc chắn lắm nha. Và mưa gió sẽ không còn tạt ha. Cái máy to này siêu nhân nè cả nhà mình thấy cây cột này đến đây thôi, nhưng mà siêu nhân cho cái này ra lúa mấy phân nè. Rồi là từ cái cái đòn tay này là máy toan mình sẽ, siêu nhân sẽ cho trắng vòm 40 nữa nha. Vòm 40 nhưng phải vòm nhỏ, nó 40, nó sẽ ra ngoài này, nó cập xuống dày thì nó sẽ không có tạt vô trong đây được nữa cho cả nhà mình ha. Ở ngoài này đồng thời là cái điều vẫn còn nhiều, thì cái này là che, cái như là tạt là gì, tạt là mưa gió nó thổi theo hướng nó tạt, còn đây điều rồi che hết cả nhà mình. Mà cái chiều cao của mé phía trước mình cũng tương đối, và đồng thời cộng với lại cái máy toan mình trắng vòm cong xuống, tăng cái thằng phần thẩm mỹ lên một phần, rồi tăng cái phần coi như là chống tạt cho các bé. Vì cái chỗ này cả nhà mình yên tâm ha.
chỉ có cái nó khó làm thôi. Đường xá nó sình lầy, nó rất là khó làm. Chuẩn bị lập ton rồi nha cả nhà mình. Trời, kéo mây nữa rồi nè. Chưa có ngày nào mà từ bữa giờ là chưa có ngày nào mà không mưa. Quần áo của siêu nhân là bây giờ hôm qua siêu nhân nó thiệt, cả nhà mình đừng cười, chứ còn tắm thì có tắm nhưng mà bằng đồ dơ nha. Không phải riêng một mình siêu nhân nữa mà hai ba người vậy đó. Tắm thì có tắm bình thường nhưng mà bằng đồ dơ, bởi vì quần áo nó không có khô kịp, nó không có khô, nó lúc nào nó cũng ướt nhẹp luôn á. Rồi hôm nay siêu nhân ít phút quay đến đây về máy ấm mới của Như Nguyên, máy ấm thứ hai cũng giờ là nằm kè chung máy ấm lớn. Thì cả nhà mình yên tâm ha, cả nhà mình xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho siêu nhân nha. Bây giờ siêu nhân xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video tiếp theo. Chừng nào hoàn thành siêu nhân giao máy ấm cho Như Nguyên rồi siêu nhân sẽ đọc tên mạnh thường mình quân mình ra luôn ha. Bây giờ siêu nhân xin phép cả nhà mình cho siêu nhân tạm dừng nha. Cuối clip siêu nhân xin chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha. Bye bye cả nhà mình.